Báo chí Trung Quốc cho biết ba ngân hàng thương mại lớn nhất nước này mới đạt được đồng thuận chung về kế hoạch giúp đỡ thị trường bất động sản. Nhiều tháng qua thì thị trường bất động sản của Trung Quốc tiếp tục đóng băng, dẫu chính phủ có nhiều nỗ lực cởi trói. Điều này đóng góp không ít khiến cho tổng thể chung của nền kinh tế thêm ảm đạm. Ba ngân hàng tham gia dự án giúp đỡ này gồm có Bank of Communications, Agricultural Bank of China và Bank of China. Những tổ chức tài chính này được cho là sẽ đóng góp số tiền khoảng 40 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp đỡ các công ty bất động sản có thêm nguồn lực để tiếp tục xây dựng các dự án còn dang dở cũng như tái đầu tư các dự án mới. Theo các chuyên gia thì động thái này được chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh với hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản đang trong cơn khó khăn hồi phục sức sống. Tại nhiều địa phương, doanh thu từ bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số ngân sách. Từ khi lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn thì nhiều chính quyền địa phương đã phải nhờ đến chính quyền trung ương để có thêm tiền duy trì hoạt động.